Linh à, em nhớ lại khi mà em còn bé vừa mới bước chân vào trường sân khấu điện ảnh, mới bước chân vào làng nghệ thuật, anh là một trong những thần tượng của em. Hay bây giờ em mới tiết lộ. Rất là nhiều bạn trẻ bây giờ thần tượng một người nào đó và rồi yêu luôn. Đúng rồi. Là coi như là yêu mà không thể ngăn chặn được. Theo anh có cái tình yêu đó hay không? Có chứ, có rất nhiều, hiện nay xảy ra rất là nhiều. Anh có thần tượng ai chưa? Anh có yêu thần tượng nào của anh chưa? Anh rất thần tượng Cát Tường. Thôi mà em đang hỏi đàng hoàng nghiêm túc mà giỡn hoài. Anh cũng có thần tượng nhưng không đến mức mà nó nên phải yêu. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp và đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để xem họ có yêu nhau hay không, hay là họ có ngưỡng mộ nhau trước khi đến với tình yêu. Có thể nhìn nhau cái là ngưỡng mộ nhau liền. Cũng có thể như vậy. Nghe vài thông tin là thấy đúng cái đối tượng mình cần tìm là chúng ta chờ xem nha. Và bây giờ cặp đôi đầu tiên bắt đầu. Xin mời bạn nam. Xin chào bạn. Ủa, hẹn hò sao xách cái vỏ bự vậy? Đây là cái vỏ em thường hay đi làm, ba lô em đi làm. Bạn làm nghề gì? Dạ em làm bên tài chính. Tài chính? Dạ. Nghĩa là ba lô rất là nhiều tiền. Không nhiều tiền đâu, ba lô chỉ là đem laptop và một số tài liệu. Bạn tên gì là gì? Dạ em tên là Trần Tú Sơn. Bao nhiêu tuổi? 28. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra. Chào em, đi thẳng lên em, đi ngang lên, ưỡn ngực ra, tấn công phòng thủ. Chào em tên gì? Em tên là Mến, sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp kinh tế hả em? Dạ. Nhìn em là chị thấy rất là dễ mến. Mến chắc có nhiều bạn trai lắm ha? Dạ chưa có. Đến với chương trình ngày hôm nay, Mến trông mong vào điều gì? Điều quan trọng nhất là em có thể tìm được một người bạn trai hợp ý với mình. Dạ, đó là điều quan trọng nhất. Em đến với chương trình ngày hôm nay. Bạn nghe bạn gái kia nói chuyện dễ thương chưa? Dễ thương à? Hãy tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Dạ. Yeah. Chung với bạn hình như làm ăn được đó nha. kinh tế tài chính. Sở thích của bạn là gì? Dạ em là em thường hay thích là đi leo núi. Leo núi? Dạ. Và em thích đi chạy bộ. Chạy bộ tập sức khỏe. Và không thích điều gì? Em không thích là... Em không thích giặt đồ. Không thích giặt đồ? Ủa sao kỳ vậy, ai giặt đồ cho bạn? Thì không ai giặt đồ nên em phải giặt đồ. Thì là ở dơ hả? Mặt ngoài không giặt hả? Hay sao? Không phải ở dơ nhưng mà nhiều lúc là cũng hơi lười, mặc gần hết đồ rồi em mới giặt. Trời ơi, vậy giặt đồ nó thâm kim lên luôn. Mến nè, ở bên kia thì thích thể thao, thích leo núi. Nhưng mà thật sự chị nhìn cái phọt của em, chị nghĩ em có leo núi nổi không? Dạ không, em không có thích chơi thể thao chị. Không thích chơi thể thao, chứ em thích chơi cái gì? Em thích đi du lịch cùng bạn bè, cùng người thân. Đi hát, karaoke nữa. Bạn trai bên kia đó, bên đây người ta hát hay lắm đó. Bên đó biết hát không? Những cái tâm hồn nghệ sĩ mới đồng điệu với nhau được nha. Bạn biết hát không bạn? Em thích nghe người ta hát. Thích nghe vậy được rồi. Được rồi, một bên thích nghe, một bên thích hát. Bây giờ nè, chị nhìn thấy Mến rất là dễ thương, rất là duyên dáng, khả ái. Nói chuyện cũng rất là từ tốn, điềm đạm. Mà tại sao em chưa có thể tự tìm được cho mình một người bạn trai? Đó cũng là điều em thắc mắc lắm ạ. Sao đến bây giờ em vẫn chưa có? Cũng có thể là do môi trường nữa. Tại vì em học trường kinh tế thì cũng nhiều con gái. Rồi em đi làm kế toán thì công ty cũng ít bạn trai nữa. Ít nhưng mà, đồng nghiệp nam. Trước tới giờ, trong quá trình từ trước đến giờ là em đã có bạn trai lần nào chưa? Dạ nếu mà tình yêu cả hai phía thì chắc là chưa. Hồi năm lớp 11 thì em có thích thầy giáo chủ nhiệm em. Trời. Tại sao em thích thầy chủ nhiệm em? Tại sao không thích các bạn cùng trang lứa mà là thích thầy của mình? Có phải là do em thần tượng bạn thầy của em một điểm gì đó mà em thích thầy của em?
Tại em cũng thích người lớn tuổi hơn em ạ. Vâng, mà em thích thầy vì thầy dạy rất là giỏi này, tính tình rất đẹp trai nữa, mà tính tình thì đẹp trai nữa. Nhưng mà cũng lạnh lùng. Đó là tình yêu hay là sự ngưỡng mộ? Có thể là do thần tượng quá mà. Nhưng mà có đến năm lớp 12, đầu năm lớp 12 á, là thầy em có chuyển trường, mà lúc ý là lần cuối mà em gặp thầy, từ lúc đó đến giờ em không gặp nữa, mà lúc ý em cảm thấy rất là buồn. Không có cái cảm xúc nào diễn tả nổi á chị, nên em nghĩ anh biết lý do tại sao thầy chuyển trường rồi. Mỗi người lý tưởng của bạn như thế nào? Tại sao đến giờ bạn vẫn chưa có người yêu? Em thích những cô gái là tính là cũng có trầm tính, cũng đừng có hơi thiên về truyền thống một chút, chứ đừng có đi theo thời đại quá em lại không thích. Còn về việc tại sao em có người yêu thì chắc là thời tình chưa tìm tới em quá. Trong cái lĩnh vực của bạn cũng rất nhiều bạn gái mà, không lẽ chưa tìm được? 28 tuổi rồi. Dạ thực ra em cũng đã gặp một số người, nhưng mà sau một lần không hợp, em cảm thấy không hợp là bắt đầu không thể tới gần nhau được nữa. Có ngưỡng mộ ai bao giờ chưa? Ngưỡng mộ nghệ sĩ Nhí là Phương Mỹ Chi. Ngưỡng mộ Phương Mỹ Chi. Và bây giờ gặp anh em lại ngưỡng mộ anh. Rồi, ngưỡng mộ thôi nha. Ngưỡng mộ quá vậy. Ngưỡng mộ. Thôi, chị thò mặt hỏi em gặp chị em ngưỡng mộ chị luôn à. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mến nè, thì sau cái lần mà chia tay lần cuối cùng em gặp người thầy của em, đến bây giờ là chưa bao giờ gặp lại. Dạ. Bây giờ có lúc nào em nghĩ về người thầy đó nữa không? Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ. Thỉnh thoảng có mơ thấy thầy rồi em nghĩ mơ về thấy thầy. Thôi mình đừng nói đến thần tượng nữa, nó hơi xa vời với mình quá đúng không? Mẫu người đàn ông mà em thích, em tìm kiếm và khi mà em đến với chương trình này em mong có được là cái mẫu người đàn ông nó như thế nào? Không có gầy quá, hơi mập mập một xíu thôi, không có mập quá. Không có bụng phệ. Không có bụng phệ, bên đó có cái bụng phệ không? Có, bụng tôi. Rồi không có nhuộm tóc ạ. Không có nhuộm tóc. Bên đây không có nhuộm luôn. Hay là không có tóc. Thôi còn gì nữa không em? Về tính cách á, thì là một người chu đáo á, rồi biết quan tâm đến em và gia đình em nữa, rồi biết lắng nghe em nói. Được không bạn? Bạn thấy hợp lý không? Hợp lý, đó là những người đàn ông tốt thì sẽ vậy. Em nghĩ em có thể đó, em là đáp ứng được nhu cầu của anh. Có thể thì tôi xem thử xem có thể hay không. Chào bạn. Chào bạn. Sao chớp dữ vậy anh? Bất ngờ đối với tôi. Hồi nãy bên kia anh lại nghĩ khác và qua bên đây anh nghĩ khác. Bạn rất là xinh. Nhưng mà rất là đầm thấy rất là đầm thắm và rất là vững chạc. Tôi xin hỏi là lúc bạn yêu thầy đó bạn có nói thầy lần nào cho thầy biết không? Dạ không ạ, em luôn giấu cảm xúc trong lòng. Tại sao em mình yêu người ta mình không dám nói? Tại vì em là học trò thôi ạ. Thầy em quá hạnh phúc và hôm nay anh nghĩ rằng bạn bên đây giá như hạnh phúc được như thầy. Chúc mừng bạn. Rất là dễ thương bạn. Phải nói là ấn tượng. Xin phép em, chị xem trước người bạn trai bên này coi được hay không rồi chị sẽ chia sẻ thông tin với em. Chị cũng rất là ái ngại và lo lắng cho em. Chị sợ anh Quyền Linh ảnh nổ đó. Nhiều khi không phải vậy mà anh cứ nói vậy. Sao nãy giờ ngồi mà không bỏ cái ba lô xuống đi trời, giữ của giữ vậy. Trời ơi, cứ ôm cái vỏ hoài à. Biết đâu được, đây là một cái đức tính tốt, giữ của cho gia đình. Đôi lúc mình phải buông cái này ra, nó nhẹ là mình tay mình mới ôm bạn gái đừng chứ cái gì vậy, đeo trên vai vậy rồi sao? Cái vỏ quan trọng hơn bạn gái. Nhưng mà nói chung là một cái vóc dáng rất là văn phòng. Cũng có vẻ thầy giáo lắm. Rất là trí thức, rất là thầy giáo. Nhưng mà không biết bên đây có còn thần tượng thầy giáo nữa hay không. Đó là chuyện của ngày xưa ấy thôi nha. Trời ơi, nói chung là như vậy. Theo chị nghĩ là cũng phù hợp với em. Theo chị nghĩ là rất là phù hợp với em. Anh Linh ơi, mình đừng làm mất thời gian rồi của các bạn anh Linh à. Chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau, nói chuyện với nhau, nói những gì mà chúng ta thích nói. Và 2 phút chúng ta sẽ quyết định có đồng ý hẹn hò hay không. Mời chiếc màn kéo lên. Bye bye. Và 2 phút bắt đầu. Em hay thường đi du lịch lắm hả? Dạ không ạ, đấy là em thích đi du lịch thôi ạ. Vậy em có thường hay đi du lịch không? Cũng ít ạ. Nãy giờ anh nói chuyện anh thấy em thế nào? Em xinh quá. Cảm ơn anh. Còn bạn gái thấy bạn trai thế nào? Anh xinh quá. Anh đẹp trai quá. Có một cái hình dáng nào giống như thầy giáo của em không? Cũng giống là có đeo kính ạ.
kêu anh bỏ cái ba lô xuống coi thử anh bỏ không. Chúng ta còn một phút nữa. Nhanh lên. Em thường hay giờ em hay gặp bạn bè không? Hay đi... có cuối tuần em thường đi chơi với bạn bè. Hết thời gian. Hai bạn này rất là từ tốn, rất là chậm trễ. Hai bạn cứ nhìn nhau không biết nói gì hết. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ, chỉ có 3 giây thôi. Trong 3 giây chúng ta quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Bây giờ mời hai bạn đặt tay ra phía sau ghế. Đó, có một cái nút đỏ. Nếu các bạn nhấn nút có nghĩa là các bạn đồng ý hẹn hò, và không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò. Không hẹn hò. Và bây giờ 3 giây bắt đầu. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Tôi cũng đang lo lắng bởi vì khi vừa hết thời gian thì bạn mới bấm. Tại sao lại như vậy hả bạn nữ? Tại em ấn mãi cái nút mới đỏ. Lý do tại sao bạn đồng ý nhấn chuông? Em cảm thấy anh ấy cũng là một người chân thành ạ. Chân thành. Bạn nam? Dạ em thấy bạn gái rất là dễ thương và tính cách cũng thấy phù hợp với em. Tin chắc rằng một cái con đường tương lai rất tốt đẹp đang chờ hai bạn. Một chiếc vé xem phim dành cho hai bạn của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mong rằng hai bạn sẽ có một buổi xem phim thật vui, thật hạnh phúc. Thôi, mời hai bạn. Mời hai bạn nắm tay nhau, chúng ta cùng đưa nhau đi xem phim. Nắm tay nhau. Bỏ cái thang, bỏ cái vé xuống từ từ. Rồi, nắm xong giống méo quá vậy. Nắm chặt lại. Mời hai bạn. Thôi dìu xuống cầu thang nữa kìa. Anh ơi, cặp này rất là từ tốn. Cặp này mà dắt nhau đi du lịch chắc ta đi hết trơn. Rồi hai đứa còn lò tò từ từ sao đi vậy đó anh. Dễ chậm, thương quá. Chậm lắm. Hy vọng tình yêu sẽ đến với hai bạn ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chào đón cặp đôi thứ hai đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của chúng ta ngày hôm nay. Kéo rèm xuống. Quý anh đi, vì anh đi cơ. Thương hiệu. Đấy. Nhưng mà vấn đề ở đây là bên nhà sang rồi nhưng mà chưa được đi những bãi biển đẹp, những quán nước với những cô gái xinh quá là bực mình, và mây nó lại đi vắng.